Ngày 21 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn xác nhận video lan truyền trên mạng xã hội về người đàn ông đánh vợ giả mang, dù người vợ quỳ lạy vẫn không tha, xảy ra tại huyện đảo. Công an huyện đã mời ông C, thôn Đông An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn lên làm việc. Trước đó, chiều 20 tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 5 phút về việc một người đàn ông đánh phụ nữ giả mang. Lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn cho biết, bước đầu cho thấy xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng do ông xe uống rượu say, không làm chủ được bản thân rồi đánh vợ. Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.